Xin chào kính chào quý bà con, quý chị các bạn đang xem kênh. Thì chiều hôm nay là thứ 6 ngày 26 tháng 1 năm 2024, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi chiều hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác, quý chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số nông sản khác trên kênh như mít thái, giá nhãn. Kính thưa quý bà con, quý chị các bạn, thì tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay thì tạm thời ổn định, không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Thanh long ruột đỏ thì đang có chiều hướng đang tăng nhẹ. Thanh long ruột đỏ hiện nay tại khu vực miền Tây thì loại 1 dao động ở mức từ 29 đến 30, loại 2 dao động từ 25.000, loại 3 là 20, còn loại 4 dao động ở mức từ 15.000. Thanh long ruột đỏ hiện nay thì hàng giạt dao động ở mức từ 8.000 đến 9.000 đồng một ký, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Đây là giá thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây, giá này là giá thương lái thu mua tại vựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2.000 đến 3.000 đồng ký, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vườn. Tiếp theo là tình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hôm nay thì giá nhìn chung là tương đối ổn định. Thanh long ruột trắng trong thời gian khoảng một vài tuần trở lại đây thì giá nhìn chung là đang có chiều hướng đang ổn định. Hàng đẹp dao động ở mức từ 17 đến 18 ngàn, hàng sàn thì dao động ở mức từ 15 đến 16 ngàn. Đây là giá thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây. Giá tại vựa, hàng giạt dao động ở mức từ 7 đến 8 ngàn. Tiếp theo là giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì bò đẹp dao động ở mức từ 15 ngàn, 16 ngàn, 17 ngàn, bò sàn thì 13 ngàn, 14 ngàn, 15 ngàn. Hàng giạt của thanh long ruột trắng hiện nay tại khu vực Bình Thuận thì dao động ở mức từ 7 ngàn đến 8 ngàn đồng ký, tùy theo từng nơi. Đây là giá thương lái thu mua tại vựa, còn thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký, tùy theo từng nơi. Thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận thì loại 1 dao động từ 28 đến 29.000, loại 2 dao động từ 24 đến 25.000, loại 3 dao động từ 19 đến 20, còn hàng giạt hiện nay dao động ở mức từ 8.000 đến 9.000. Đây là giá thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận, giá này là giá thương lái thu mua tại vựa, còn thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2 đến 3.000, tùy theo từng nơi. Đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con một ngày vui vẻ, may mắn và thành công.